Hiện nay một làn sâm trên thị trường có giá trị từ 4 triệu cho đến 20 triệu đồng. Và để có một làn sâm cung cấp đến khách hàng thì người trồng sâm phải trải qua quá trình chăm sóc dài dẳng 10 năm trời. Và suốt thời gian đó họ đối diện với rất nhiều rủi ro, thậm chí có thể thua lỗ. Chị Nguyễn Thị Huỳnh bén duyên với nghề trồng sâm Ngọc Linh từ 7 năm trước. Đến nay, cơ sở của chị đã có 5 hectare vườn sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, mang lại nguồn thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Tuy nhiên, buổi đầu trồng sâm, cơ sở này cũng đã bị thiệt hại đến 4 tỷ đồng. Trong quá trình trồng sâm thì nó thật ra là sự mà rủi ro về cây sâm rất là cao, về giá trị kinh tế. Thứ nhất là rủi ro về thiên tai, thứ hai là côn trùng. Có nhiều khi là côn trùng như là con tí á, nó cắn một đêm là mắt tôi mấy tỷ bạc. Nhiều lúc mưa đá mà không che chắn là sẽ dập hết một vườn sâm như vậy thì thiệt hại đến cả tỷ bạc. Theo huyện Nam Trà My, doanh thu từ lễ hội sâm Ngọc Linh năm 2024 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 70 kg, thu về hơn 6 tỷ đồng. So với các năm 2022, 2023, cùng lượng bán ra, giá trị thu về từ sâm Ngọc Linh đã giảm khá mạnh. Sâm loại 1, loại 10 củ 1 kg có giá từ 100 đến 120 triệu đồng, đã giảm 50% so với năm trước. Ngoài thiên tai, chuột phá hoại, sâm ngủ đông thì vấn nạn sâm giả tràn lan cũng khiến cho người trồng sâm Ngọc Linh lao đao. Cái vấn nạn sâm giả thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến những người trồng sâm ở vùng đất này, vì nó gây cái nhiễu loạn thông tin cho người tiêu dùng sẽ nghi ngờ. Mặc dù đã tạo được niềm tin với khách hàng, nhưng ngay tại thủ phủ sâm Ngọc Linh, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có thiết bị kiểm định sâm thật giả, mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và mắt thường của người trồng sâm lâu năm. Trước mắt thì huyện địa phương tôi chưa có kinh phí để mua được cái máy để kiểm định. Trước mắt mình tôi phải lấy bằng những người có kinh nghiệm đã từng trồng sâm mấy chục năm này. Người ta nhìn qua và con mắt họ biết cái nào là sâm thiệt, cái sâm giả. Dùng là sâm qua sâm Kon Tum hoặc sâm của Nam Trà My hoặc sâm ở Cái Tâu, nhìn qua là biết hết. Thành ra trước mắt bọn tôi lấy cái sợi đó để làm uy tín cho người dân, cho người mua, để người ta họ cái an tâm khi mua sâm Nam Trà My, đó là chắc chắn. Có thể thấy sâm Ngọc Linh là dược liệu quý được xem như quốc bảo của Việt Nam, và để trồng chăm sóc sâm Ngọc Linh vô cùng gian nan. Tuy nhiên, giá trị sâm đang tụt giảm ngay tại thủ phủ trồng sâm bởi nhiều tác nhân bất lợi.